Con tên là Lâm Thị Kim Cương, là học sinh trong Học viện Cải Lương. Con xin gửi đến tất cả các quý cô chú anh chị một câu vọng cổ trong trích đoạn Cô Gái Bán Gươm. Dạ. Biết nói gì đây trong giây phút biệt ly, biết nói gì đây kẻ ở người đi. Thôi hãy về đi, dương dấn chi thêm sầu. Thôi hãy về đi, dương dấn chi thêm sầu. Phải lấy hai chồng.